Hello, xin chào các bạn đang xem kênh C Review. Thì trên tay mình đây vẫn đang là cái chiếc tai nghe Amoy F9 Pro bản màu trắng. Thì cách đây không lâu thì mình cũng làm một cái video khui hộp về cái chiếc tai nghe này rồi. Thì trong cái video này thì mình muốn làm một cái bài hướng dẫn mọi người cái cách ghép nối hai cái tai nghe này làm một Bluetooth. Tức là các bạn nào mà mới mua cái tai nghe Amoy F9 Pro này đều sẽ gặp phải cái trường hợp là hai tai nghe này nó có tính năng là tách ra hai Bluetooth riêng biệt, tức là một cái tai nghe bên này có thể kết nối với một điện thoại khác và một tai nghe bên này có thể kết nối với điện thoại khác. Thì hiện tại ở đây thì hai cái tai nghe này của mình thì nó cũng đang ở cái trạng thái là tách riêng Bluetooth chứ không gộp một. Thì vì vậy các bạn có thể nhìn thấy là hai cái đèn này nó đang nháy như nhau. Đó thì để mà ghép được hai cái tai nghe này làm một Bluetooth để khi các bạn kết nối với Bluetooth với điện thoại một điện thoại của mình thì có thể nghe được cả hai tai. Thì hiện tại là đây nó đang nháy này, mình sẽ vào trong cái điện thoại của mình để xác thực cho các bạn xem nhé. Đấy, mình bật sẵn Bluetooth rồi. Đây các bạn nhìn nó dò này. Đó, nó sẽ dò ra. Đấy các bạn thấy chưa? Đây, nó dò ra hai cái tai nghe F9 liền luôn, tức là mỗi một tai một cái Bluetooth đó. Thì để mà ghép hai cái tai nghe này lại với nhau thì các bạn có thể làm theo như mình đây. Đó, đầu tiên thì các bạn cầm lên như này. Nó đang nháy như này thì tức là nó vẫn là đang hai cái Bluetooth khác nhau nhá. Các bạn sẽ cùng nhấn nhấn như này. Đây nha các bạn. Nhấn và giữ tắt nó đi. Đó, mình sẽ nhấn giữ một lúc này. Đó. Đó, vậy là nó đã tắt rồi nhá. Rồi, thì bây giờ các bạn bật lại thì nó sẽ tự động ghép lại làm một nha các bạn. Đây, mình sẽ bật lại này. Đó. Các bạn thấy chưa? Đó, vậy chưa? Đấy, thì khi nó một bên nó nháy như này rồi và một bên nó tắt như này rồi thì các bạn có thể thấy này, mình sẽ vào đây, mình sẽ dò lại và nó chỉ còn một cái tai nghe F9 thôi. Đây, mình sẽ vào cái Bluetooth của mình. Đó, mình sẽ dò vào phần chi tiết đi. Đó, các bạn đợi một lúc. Đó, vậy chưa? Các bạn đã thấy là hai cái tai nghe F9 hiện tại là chỉ còn gộp về một thôi phải không? Mình sẽ kết nối và mình sẽ test cái tai nghe cho các bạn cùng nghe nhé. Đây. Đó, ok, ghép đôi. Đó, vậy là đấy là cái cách ghép nối hai cái tai nghe Bluetooth Amoy F9 này làm một để khi các bạn có thể nghe nhạc thì các bạn có thể nghe cùng nhau. Giờ thì mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách mình sẽ tắt Bluetooth đi. Đó. Rồi, thì khi mà như thế này rồi thì mình tắt đi thì nó vẫn đang phát Bluetooth của một thôi phải không? Mà các bạn muốn tách ra làm hai Bluetooth ở hai tai để có thể cho bạn bè của mình mượn một tai này nghe ngồi gần mà bạn mình lại cũng muốn nghe cái nhạc khác của mình ấy, thì các bạn chỉ cần chạm hai tay vào thôi. Hai tay thì cái tai nghe bên này lập tức nó sẽ phát ra Bluetooth riêng của cái tai nghe bên này. Chạm hai lần nhá, quên mất, mình xin lỗi. Đó, thấy chưa? Các bạn thấy mình chạm hai lần là nó đã sáng rồi. Đó. Thì đó là cái cách ghép nối và tách đôi hai cái tai nghe Bluetooth này của mình. Đó, thì cái video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem cái video này. Xin chào các bạn.